có biết rằng vì cô mà cậu ta rời khỏi ngành không? Hải Đường xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Và bây giờ trở thành một tội phạm nguy hiểm. Cậu ta vì cô chấp nhận hy sinh cuộc đời của mình. Cô vì cậu ta sẽ làm được những chuyện gì? Tôi có thể làm được gì cho ông? Không phải cứ chết mới là chuộc tội. Cô sống cũng là một cách để chuộc tội. Anh Thiên muốn cô tạm thời thay anh ấy nắm quyền. Thứ nhất, giúp anh ấy giải quyết chuyện khách hàng Đài Loan cho êm đẹp. Thứ hai, bắt con chuột trong nhà. Em muốn được toàn quyền quyết định mọi chuyện. Lời nói của cô là lời nói của anh Thiên. Nghe nói những thằng phản bội thường sẽ chết rất khó coi. Mày có bản lĩnh đó hả? Dư một chút xíu. Mày. Hôm nay em mệt rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để Trung Quân và Bắc xử lý. Anh nói em nghe nè, cái đám mà đón tiếp nó hôm nay toàn là thứ dữ không à? Anh đừng coi thường con khốn đó. Yên tâm, ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của nó. Kể từ hôm nay tôi sẽ là người nắm quyền cho đến khi anh Thiên quay về. Anh Thiên nói ai chống lại Hải Đường tức là chống lại anh ấy. Con cáo này là do chị dắt về, vậy thì hãy tự mình đuổi nó đi nếu như không muốn thua được cách thảm hại. Nó nói đúng, cái sai này là do tao nên chính tay tao sẽ sửa. Nguyên tắc của gia đình này, người nhà sẽ không sát hại nhau. Nếu cô đụng tới má, ba sẽ không tha cho cô đâu. Nếu như có điều kiện thì thuê thêm người bảo vệ mình đi. Buổi tiệc tôi chuẩn bị cho chị chắc chắn sẽ rất là thú vị. Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VEON. Con cưng có VEON, giải trí siêu đa dạng cho cả nhà.